nữ mang thai được nhận thẻ tín dụng đặc biệt. Ít ai biết rằng, chính phủ Hàn Quốc cực kỳ quan tâm chăm sóc sức khỏe cho những phụ nữ mang thai. Theo đó, tất cả phụ nữ mang thai ở Hàn Quốc đều được nhận một chiếc thẻ tín dụng đặc biệt từ chính phủ. Trong thẻ có chứa một khoản tiền là 500 USD, khoảng 11 triệu Việt Nam đồng. Số tiền này sẽ được người mẹ chi tiêu vào việc điều trị y tế và mua thuốc khi cần thiết. Ngoài ra, nữ giới Hàn Quốc còn được nhận thẻ xe cho phép sử dụng thoải mái phương tiện giao thông công cộng. Những chiếc ghế dành cho phụ nữ mang thai được khoác lớp áo màu hồng ở trên phương tiện giao thông công cộng. Ngoài ra, các tuyến đường còn có những chỗ đỗ xe được phủ màu hồng đặc biệt dành cho các bà mẹ tương lai. Xe buýt được phân loại theo màu. Tất cả xe buýt ở Hàn đều mới và được trang bị máy lạnh. Tài xế xe bus đều mặc đồng phục, thường đi găng tay và đeo kính. Các tuyến xe buýt ở Seoul được phân loại theo màu để giúp mọi người chọn đúng. Xe xanh dương để sử dụng di chuyển trên những tuyến đường chính và khu vực ngoại ô thành phố Seoul. Xe màu xanh lá thì thường đi những tuyến đường ngắn và dừng tại các điểm dễ đón khách, chuyển tiếp từ ga tàu điện ngầm và tuyến bus dài hơn. Xe buýt đỏ là xe bus tốc hành đi từ Seoul tới các khu vực ngoại thành, còn xe buýt màu vàng giúp du khách dễ dàng đi dạo quanh thành phố Seoul. Bởi những chiếc xe buýt vàng không chỉ dừng lại ở các ga tàu điện ngầm mà còn dừng ở những địa điểm lớn như trung tâm mua sắm, khu buôn bán hoặc điểm du lịch để tạo điều kiện cho những hành khách. Bạn được thỏa thích ăn thức ăn thử ở siêu thị. Trong phần lớn siêu thị Hàn Quốc, bạn sẽ được trải nghiệm không giới hạn những thực phẩm được bày để ăn thử. Không ai kiểm soát rằng bạn đã ăn thử bao nhiêu thực phẩm đó trước khi mua hàng, hoặc ngay cả không mua, bạn vẫn nhận được nụ cười thân thiện và lời mời ăn thử món đó. Học sinh trung học cày bài đến nửa đêm. Trẻ em Hàn Quốc học rất nhiều, không có gì lạ khi học sinh tiểu học nơi đây đã tham gia các lớp học từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Những học sinh trung học sẽ trở về nhà lúc 10 giờ tối, trong khi học sinh cấp 3 cày bài đến 1 giờ sáng là bình thường. Thư viện trường mở cửa 24/7, đặc biệt vào những dịp thi cử. Chính áp lực học hành nặng nề khiến không ít học sinh Hàn Quốc tự tử, mất hứng thú cuộc sống và không còn thời gian dành cho cuộc sống cá nhân nữa. Hàn Quốc ít thùng rác nhưng nhiều nhà vệ sinh công cộng. Tại Hàn Quốc, những nơi công cộng có rất ít thùng rác. Việc làm này nhằm nhắc nhở người dân phải có ý thức trong việc xử lý rác thải. Quy định vứt rác của Hàn Quốc cũng rất ngặt nghèo, chứ không đơn giản, tùy tiện như ở nhiều nước khác. Bên cạnh đó, số lượng nhà vệ sinh công cộng ở Hàn khá nhiều, có ở trong ga tàu điện ngầm, công viên. Các nhà vệ sinh này rất sạch sẽ và có cả cabin dành riêng cho người khuyết tật nữa. Ở nhà vệ sinh nữ, có cả khu vực riêng để thay tã cho các em bé sơ sinh.